Xin chào tất cả các tín hiệu. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các tín hiệu về một cái sản phẩm mới của bên shop nhà em, đó là những cái chai nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh như thế này nhưng mà rất là quyền lực luôn nha các tín hiệu. Thì bạn nào mà gặp em trong buổi live này thì nhanh tay vào đây để em tri ân ạ. Vừa tri ân vừa tặng quà mà vừa là vừa tặng lọc cho các tín hiệu, và đặc biệt những chai nước hoa như thế này mà mình làm quà tặng cho các bạn nữ, các bạn khác giới của mình thì rất cực kỳ là ý nghĩa luôn, và lưu giữ hương thơm cho mình rất là lâu luôn đó. Với là 5 chai ngày hôm nay em tri ân cho các tín hiệu, với là 5 chai xịt nước hoa như thế này với giá là 100k, 5 chai xịt nước hoa với giá là 100k, và phí ship toàn quốc em áp dụng là 30k. Ai đặt 10 chai thì bên em bao miễn phí ship toàn quốc luôn. Đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho các tín hiệu. Với là 5 chai gồm có 5 mùi khác nhau cho các tín hiệu luôn, và thể hiện được 5 mùi là 5 cá tính khác nhau luôn. Mùi chai đầu tiên là chai Henry. Chai Henry này là chai thử thể hiện là cá tính là mạnh mẽ đó. Thì nam nữ đều sử dụng được hết luôn nha. Với một chai như thế này với dung tích là 20ml là các tín hiệu có thể bỏ trong túi quần của mình, bỏ trong túi áo của mình hoặc là bỏ trong túi xách của mình, rất rất là tiện lợi luôn. Và chai này lưu lại hương thơm cho các tín hiệu với là từ là 4 đến 6 tiếng luôn. Lưu lại hương thơm rất là lâu. Một ngày buổi sáng mình đi mình chỉ xịt cho em là bên khuỷu tay hoặc là bên khuỷu tay hoặc là bên mé tay đó, để lại rất là lâu, hương thơm rất là lâu luôn đó. Rồi là đến khi đi làm về mình vẫn xịt lại cho em, hoặc là mình không xịt thì vẫn giữ lại được mùi hương thơm. Đặc biệt xịt ở trên tóc thì để lại hương thơm rất là lâu. Với là những chai này rất là quý phái luôn, và đặc biệt là chai, những chai này thì chỉ xuất ở ra là ở các nước như là đặc biệt là nước Pháp nha, nước Pháp 100% luôn, mùi rất là thơm, như là nước hoa lam cô này này là mùi là quý phái này, sáng trong này đó, mùi giữ lại hương thơm rất là lâu luôn. Đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho các tín hiệu. Với là 100.000, chỉ duy nhất 100.000 có 5 chai nước hoa như thế này. Áp dụng nhớ chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm. Em chỉ tri ân cho 10 bạn, quá 10 bạn rồi thì em sẽ để lại với cái giá một chai này trên giá thị trường bèo gì cũng phải là 50.000 luôn. Nhưng hôm nay em tri ân cho các tín hiệu để lấy lọc và lấy lượng tương tác cao. Với là 10 chai nước hoa chỉ cần 5 chai nước hoa chỉ có giá là 100k. Ai đặt 10 chai nước hoa giá 200k bên em bao miễn phí ship toàn quốc luôn. Đó, đặt 5 chai phí ship là 30k, đặt 10 chai bao miễn phí ship. Đặt hàng để lại số điện thoại bên em lên đơn cho các tín hiệu. Với là chai mùi Henry các dòng nổi tiếng của Pháp luôn, chai 212 của VIP này, đó là thể hiện sự là và năng động cá tính của và các bạn nam giới. Còn chai nô năm chân neo là của nữ, với là mùi rất là thơm, rất là dịu, mùi rất là dịu ngọt luôn đó. Rồi là chai chai son này của Pháp luôn, với mùi của nữ rất là thơm, rất là mềm, rất là mịn luôn đó. Với là chai này là cũng của nam luôn, chai nam chai nữ đều sử dụng được hết cả, mùi rất là hương thơm, rất là thơm luôn. Với là một chai thì mùi sẽ khác nhau đó, 5 chai thì mùi 5 chai khác nhau hoàn toàn. Và đặc biệt những chai này là nổi tiếng của Pháp luôn, như chai xí này cũng nổi tiếng của Pháp này đó. Rồi là chai Hugo này này thể hiện sự cá tính mềm mẻ này cũng của Pháp luôn này. Rồi là chai 212 của Sexy này thể hiện sự là quyến rũ này, đầy năng lượng ở trong này đó, mùi rất là thơm, rất là ngọt luôn. Mùi không phải là khắc nha các tín hiệu, mùi này là mùi thơm dịu, thơm ngọt luôn, thơm nồng nàn. Những bàn nào mà xịt lên thì sẽ để lại hương thơm rất là lâu luôn, và đặc biệt là ngồi gần kèn các phái nam, phái các phái khác giới, rồi là ngồi gần kèn các người bên kèn của mình thì vẫn nghe được cái mùi thơm dịu, thơm nồng nàn đó. Mùi này không có phải là thơm mà thơm sực lên nha, không phải nha, mùi này thơm rất là mềm, rất là mịn, thơm dịu dàng đó, thơm quyến rũ, quyến quý phái luôn đó, và thơm rất là ngọt ngào luôn đó, cực kỳ sáng, cực kỳ chảnh luôn. Cái chai là bằng đá, chai bằng đá này đó, chai này bằng đá 100% này, rất là long lanh, rất là sáng này, mùi đó, chai rất là tròn, rất quý phái luôn, mùi rất là thơm luôn. Xịt mình chỉ cần xịt lên khuỷu tay một lần, xịt lên khuỷu tay xong rồi mình xoa lên hai bên luôn nha. Đó, mùi rất là thơm luôn. Xong rồi mình xịt một bên mé tai của mình đó, đặc biệt xịt lên tóc giữ lại hương thơm rất là lâu. Đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho các tín hiệu.